Ngày 29 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng xác nhận thông tin một sản phụ được các nhân viên y tế đỡ đẻ thành công ngay trên xuồng cứu hộ. Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 28 tháng 8, chị HTM, trú tại xóm Lũng Nặm, xã Quang Vinh có biểu hiện đau bụng khi đang mang thai ở tuần thứ 37. Trước tình trạng xã Quang Vinh đang bị ngập sâu trong biển nước, người thân của sản phụ đã báo cáo tới chính quyền địa phương để nhờ giúp đỡ đưa sản phụ đến trung tâm y tế huyện Trùng Khánh. Khi chiếc xuồng cứu hộ đang di chuyển đến trung tâm y tế huyện Trùng Khánh thì chị M chuyển dạ. Trước tình hình trên, sản phụ đã được các nhân viên y tế tiến hành đỡ đẻ ngay trên xuồng. Dù gặp phải trường hợp rất đặc biệt nhưng các nhân viên y tế vẫn nỗ lực giúp sản phụ sinh nở an toàn. Chị M sinh bé trai nặng 2,5 kg. Sau khi sinh nở, hai mẹ con được đưa đến trung tâm y tế huyện Trùng Khánh để được chăm sóc. Hiện tại, sức khỏe hai mẹ con đã ổn định, lãnh đạo xã Quang Vinh chia sẻ. Theo chính quyền xã Quang Vinh, từ ngày 23 tháng 8 đến nay, nước lũ dâng cao khiến 2.457 người ở xã Quang Vinh bị cô lập. Nước lũ ngập cao hơn mái nhà, đoạn sâu nhất nước dâng đến 20 mét. Việc đi lại của người dân hiện phụ thuộc hoàn toàn bộ vào xuồng, bè mảng tự chế. 3 trường học, mầm non, cấp 1 và cấp 2 trên địa bàn cũng bị nước lũ ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chuẩn bị năm học mới. Nhiều tài sản của người dân và gia súc, gia cầm, lương thực bị nước lũ cuốn trôi, nhấn chìm, hư hỏng. Sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền huyện và xã đã huy động lực lượng tại chỗ và lực lượng chi viện khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Quang Vinh, tại địa phương có 60 căn nhà bị ngập, trong đó có 28 nhà bị ngập toàn bộ, nước lũ vượt mái nhà.